Chào anh em nha. Hôm nay mình có về 11 thôi. Mai nói chung cũng dạng chung chung muốn giới thiệu với anh em ha. Rồi, tầm chung ha. Tầm chung thôi. Rồi. Đây là cây số 1. Đây là cây số 1 nha anh em. Cây số 1 hôm nay có là ngày 6 tháng 9 ha. Rồi, quay đi Tùng ơi. Rồi quay sơ qua vòng cho anh em xem. Rồi, thấp số luôn. Cây số 1 là hoành 28 là hoành ngay thước nha anh em. Đừng nói anh em đo nói đo hoành ăn gian ăn bọng gì giờ ngay thước đó là anh em tưởng tượng ngay. Ngay khúc này nó bự cỡ nào thì anh em nhắm mà Rồi. Nhắm mà hợp lý thì mua thôi chứ không gì. Đây cái này cao 80 hơn. Cao 80. Dạ. Rồi, có cái kẹo đó liền rồi ha. Thân. Dạ dạ. Không cái này kẹo này không đáng kể, đáng kể. Nhỏ ngón tay út. Nách đâu. Đây là xù nách. Xù nách nè. Rồi, cái hoành đế không? Rồi đo hoành đế cho anh em tưởng tượng đồ lớn nè, để chuẩn bị chậu rồi thôi ha. Cái này đế nôm đều đẹp ha. 120 ha. Rồi 120. Rồi giao lưu giá nhiêu Tùng ơi? Dạ cái này em giao lưu giá 3 triệu ha. Giao cái phôi. Cái này là phôi số 1 ngày 6 tháng 9 nha anh em. Rồi bao ship sao? 3 triệu là giá đó bao gồm em bao ship luôn tới nhà cho anh em luôn. Dạ. Dạ dạ. Rồi đổi thôi. Rồi tiếp tục là phôi số 2 anh. Tiếp tục phôi số 2. Phôi số 2 cũng là đế nôm luôn ha. Chim cây. Rồi xây đi Tùng ơi. Tiếp tục là phôi số 2 của ngày 6 tháng 9 nha anh em. Rồi xem vòng cho anh em xem sẵn em giới thiệu luôn rồi. Số điện thoại của em là 0903820888, Zalo cũng số đó luôn ha. Địa chỉ là 922 khu vực 10 phường Châu Văn Liêm. Anh em nào có ưng thì liên hệ em số điện thoại đó ha. Rồi, thông số luôn Tùng ơi. Sao đo vô chỗ mặt cắt nó luôn hay sao? Không. Bây giờ chỉ là hoành ngay thước thôi chứ còn nó như gì đúng ra đo dưới này cũng hợp lý nhưng mà đo ở này thôi. Hoành 26 ha. Rồi hoành 26. Hoành 26 là ngay thước nha anh em. Rồi cao gì không? Cao chứ. Mấy cái này là cốt cành đều hết trơn về nhanh chơi. 75 anh đây. 75. Rồi. Rồi giao lưu giá nhiêu Tùng ơi? Rồi cây số 2 này em cũng giao lưu là giá 3 triệu em bao phí luôn ha. 3 triệu bao phí luôn. Dạ. Hình ảnh cụ thể mà. Được rồi, hình ảnh cụ thể anh em xem là đã biết rồi, không cần nói nhiều. Rồi. Rồi, đỡ phôi đi cho anh. Rồi. Tiếp tục là phôi số 3 của ngày 6 tháng 9 nha anh em. Cũng đế nôm nè, nguyên cũ nè ha, kẹo. Mấy cái này là lên xù nách hết trơn anh. Rồi, dòng đó đi Tùng ơi. Rồi, cho thông số luôn. hai mươi tám đi. Cao từ mặt bầu. Cao từ mặt bầu là 86 anh ơi. Rồi. Rồi phôi số 3 của ngày 6 tháng 9 này là có giá là 2 triệu 7 em bao phí luôn ha. 2 triệu 7 bao phí luôn. Rồi rồi. Rồi đổi thôi. Cho đẩy qua đó.
Rồi tiếp tục là pho số 4 nha anh em. Đây liên tục rồi. Mấy cây này đều là khá đế không? Số 3 ghi trên đầu cây. Rồi, thông số Tùng ơi. Rồi, hoành ngay thước nha anh em. 25 ha. 25. Ờ. Rồi. Cao là 60 ha. Rồi anh em căn cứ vào đây, anh em coi cái độ nôm của nó là nôm của đế luôn nè ha. Nôm đế. À, 28 ha. Nôm đế 28. Cho vòng nhẹ cái nữa báo giá luôn Tùng ơi. Rồi báo giá luôn á. Rồi cái này có giá là 3 triệu em bao phí luôn ha. Cây số 4. 3 triệu. Cây số 4 của ngày 6 tháng 9 ha. Rồi. Thì anh em nào có thấy hợp gu hợp giá thì liên hệ em số điện thoại 0903820888 ha. Rồi đổi thôi. Tiếp tục là pho số 5. Rồi cây này Tùng ơi. Là pho số 5 của ngày 6 tháng 9 nha anh em. Cao ha. Cao, cái này cao. Rồi, thông số Tùng ơi. Anh quay cái bộ đế cho anh em xem cái đo thông số anh. Rồi ha. Rồi. Hoành 22 ha anh em. 22. Rồi. Đây. Đây dòng nữa nè. Cái này là chưa cao anh. Cao cái đi rồi giá. Cây này cao 132 anh em. 132. Rồi gốc cạnh đầy đủ ha, cây này giá 2 triệu 2 em bao phí luôn ha. 2 triệu 2 bao phí luôn. Dạ, bao phí tới nhà luôn đó, chỉ cần là anh em nhận cây thôi, trả tiền thôi. Rồi. Đổi phải đi đâu chứ. Rồi đổi phôi luôn. Đổi phôi. Rồi tiếp tục là phôi số 6 nha anh em. Rồi xây đi. Phố. Cái này nó ba chân anh em, nhìn cây nhìn ngoài đẹp lắm. Đây chân cho anh em. Rồi, thông số Tùng ơi. Rồi, hoành 23 ha anh em. 23. Rồi. Cao của nó là 103. Rồi nó nôm cao là rồi quay cái nôm cao là 20 cho anh em xem cái anh cho nó nôm đế. Nôm rễ cao 23. Cái này em chừa gì thôi, anh em về muốn cắt thì cắt chơi lùng lực cũng được ha. Tại em chừa rồi, báo giá cắt sơ sơ thôi. Cái này 2 triệu 2 em bao phí luôn ha. 2 triệu 2 bao phí luôn. Cái này là mã số 6 ngày 6 tháng 9 thôi. Rồi. Đế đẹp cho bà con. Rồi tiếp theo là số 7 nha anh em. Số 7. Số 7 ngày 6 tháng 9 ha. Rồi xây đi. Rồi em đo thông số cho anh em ha. Hoành là 21 anh em, hoành ngay thước ha. Rồi 21. Rồi cao luôn.
cao 75. Cao 75. Rồi. Rồi. Coi này là có mã số 7 anh em, giá 2 triệu em bao phí luôn ha. 2 triệu bao phí luôn. Anh em nào thấy mà hợp gu hợp giá thì liên hệ em số điện thoại 0903820888 ha. Rồi, thôi. Rồi lên phôi số 8. Quái. Cái này anh em muốn rút thì rút, còn muốn để chơi tam đa thì để chơi ha. Rồi, thông số Tùng ơi. Cái này em đo hai hoành ha, hoành tổng với hoành thân chính cho anh em tưởng tượng cái độ lớn của cây thôi ha. Cây này nó cũng nhỏ chứ không quá lớn nha nè. Hoành tổng là 27 ha. Hoành tổng 27. Rồi, cái hoành thân chính của nó ha. Rồi, 18 là cái thân chính. Rồi, rồi. Rồi cái thân phụ. Thân phụ chắc khỏi đi, thân phụ nó nhỏ hơn. Rồi, cao 15. Rồi. Cao. Cao nó là 62 nha anh em. Lấy cái độ cao mà thấp nhất đó. Rồi, 62. Cũ nó năm ha. Cũng 16, 17. 15, 16. Rồi. Rồi, cho giá Tùng ơi. Rồi, cái này giá 2 triệu em bao phí luôn ha. 2 triệu bao phí luôn. Cái này là mã số 8 ngày 6 tháng 9 nha anh em. Tiếp tục là phôi số 9 ha anh em. Rồi, thông số Tùng ơi. Hoành 25. Rồi. Cái này cao là 103 ha nè. Cao từ một màu. Rồi, em xoay vòng nữa báo giá ha. Rồi, giá như Tùng ơi. Rồi, cái này có giá là 2 triệu em bao phí luôn ha. 2 triệu luôn, dễ chơi luôn. Đế lực ha. Đế lực, đế nôm nguyên cũ. Đó. Nó giá 2 triệu em bao phí thì còn chừng 1 triệu 7, 1 triệu 8 thôi nha anh em. Chứ không phải là nó tính ra cái này em bán có giá đó thôi. Rồi, rồi. Rồi. Tiếp tục là phôi số 10. Phôi số 10 của ngày 6 tháng 9 anh em. Rồi thông số Tùng ơi. Rồi, cái này hoành 25 ha. Rồi, hoành 25. Cho chiều cao luôn. Cao 51 ha nè. Cao từ mặt bầu. 50. 50. Rồi, sang vòng em báo giá luôn sang ha. Sang vòng báo giá luôn. Thấy không? Rồi là. Rồi, cây số 10. Cây số 10 này giá 1 triệu 7 em bao phí luôn nha anh em. 1 triệu 7 bao phí luôn. Rồi, đổi thôi. Rồi. Rồi, phôi cuối cùng của ngày 6 tháng 9 nha anh. Phôi cuối cùng. Bắt. Cây nhĩ vàng. Rồi, cây này. Phôi số 11 anh em. Bẻ cái quay. Rồi, cây đi.
có ốc cành đóng đầy đủ ha, tương đối. Rồi, thông số nào Tùng ơi. Rồi, hoành ngay chỗ đó. Hoành ngay thước là 41 ha anh em. 41 à, xoay vòng cho anh biết hoành ngay thước cái. Rồi, rồi. Okay. Cao. Cao là 130 ha. 130. Dạ. Rồi. Rồi, sao? Giá sao? Rồi, cây này giá 5 triệu rưỡi em bao phí luôn ha. Có cần đo cái rễ chạy ra không? Đo thử rễ không? Đó, điện quái nè. Đó. 35 ha. 36. À. Rồi. Cây này giá 5 triệu rưỡi em bao phí cho anh em luôn. Bao phí. Cho một vòng nữa đi. Chỗ này cái gì đây, thịt thù gì đây? Lần nó sù nách. Này này không có báo sù, sù là sù con này. Rồi. Clip này là kết thúc ha Tùng ơi. Ờ clip này em giới thiệu 11 thôi. Ngày mai là em sẽ giới thiệu thêm clip này giá cũng tầm triệu ngoài cây thôi. Dạ. Dạ. Rồi clip này tạm tới đây em bữa nay em giới thiệu chỉ 11 coi này thôi ha. Rồi. Dạ. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.